Thực ra, nói cho chính xác, thì người Pháp không hề bất ngờ về việc Việt Minh có pháo. Cái mà họ bất ngờ là Việt Minh có thể đưa được pháo lên những dãy núi cao tưởng chừng như không thể vượt qua để bắn xuống đầu họ. Với sức mạnh thần kỳ của lòng tin quyết thắng, vượt mọi khó khăn, các chiến sĩ bằng sức người đã đưa dàn trọng pháo nặng cả ngàn cân vượt qua đỉnh núi Pha Sông cao hơn 1.100 thước dốc đứng sang phía sườn bên kia, đặt toàn bộ cụm cứ điểm của đối phương trong tầm ngắm. Chỉ vẻn vẹn 13 ngày ở Nà Tấu, 13 ngày để ra được một quyết định lịch sử, chuẩn bị lại về hậu cần, thay đổi ngày giờ chiến đấu, đảm bảo tính chắc thắng của chiến dịch. Ngày 31 tháng 1 năm 1954, Sở Chỉ huy chuyển vị trí đóng quân đến khu rừng Mường Phăng dưới chân núi Pú Hót. Nơi đây cách cụm cứ điểm Mường Thanh chưa đầy 15 km đường chim bay. Pháo đã yên vị trong hầm, bộ đội vào tư thế chiến đấu trên đường hào xung kích. Tất cả đã sẵn sàng hướng về núi rừng Mường Phăng, nín thở, chờ đợi hiệu lệnh, chờ giây phút được nổ súng xuống đầu thù. Và thời khắc đã điểm, đúng 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954, những loạt pháo đầu tiên đồng loạt gầm vang mở màn chiến dịch Điện Biên lịch sử.